Chương 13. Toán công tác gồm 10 tù nhân do quản giáo Kiển điều động khởi hành từ lúc 7 giờ sáng dự kiến sẽ vượt gần 20 cây số đường rừng để đến nông trường 6 tháng 8 khiêng 4 tấm tôn về cho tiểu đoàn. Nông trường 6 tháng 8 nằm sâu hút trong rừng Bù Gia Mập cho đoàn thanh niên xung phong tỉnh khai phá, vừa hoàn thành nghĩa vụ về các mặt cơ bản, đột xuất được điều đến nơi khác, bỏ lại toàn bộ doanh trại không biết để làm gì. Trung đoàn trưởng muốn thưởng công cho trại cải tạo của Điển vì công tác tiếp đón đoàn đại biểu kinh tế nước Thụy Điển đã thắng lợi vẻ vang, nên chỉ thị Kiển dẫn tù nhân đi gỡ 4 tấm tôn về và được phép tùy tiện dùng 4 tấm tôn ấy vào việc gì cũng được. Kiển vốn sống ở rừng sông Bé từ trước 75, cho nên tất cả mọi ngõ ngắt từ thị xã Phước Bình vào khu vực trại cải tạo gã đều thông thạo, tiết kiệm được khá nhiều thì giờ. Gã dự kiến theo đường tắt đi 3 tiếng về 4 tiếng, cho nghỉ ngơi dọc đường 1 tiếng nữa, có trễ lắm thì 7 giờ tối cũng về đến tiểu đoàn. Không ngờ khi Điển và đoàn tù đến nơi, chẳng những mấy miếng tôn đã bay mất mà ngay cả những vật dụng nhỏ nhất đám thanh niên xung phong bỏ lại cũng đã bị dân chúng ở quanh vùng đến khuân đi hết. Kiển đứng nhìn những dãy nhà tan hoang, chửi động vài câu rồi chỉ thị cho tù nhân ra về. Đám tù hả hê lắm, đi không rồi lại về không, chẳng phải khuân vác cái gì cả. Nhưng họ cũng cố làm ra vẻ buồn rầu để phụ họa với Kiển. Đối với họ, được đi công tác ra khỏi doanh trại là một đặc ân. Dù đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì, nỗi mong nhớ sâu kín nhất trong lòng của họ là được nhìn thấy dân chúng bên ngoài để biết qua về sinh hoạt thường nhật của đất nước mà từ năm 75 đến nay chưa bao giờ họ được thấy. Vũ Đạo ghé tai Thúc nói nhỏ: "Thèm cà phê quá, ông có cách nào dụ nó cho mình đi làm một chầu cà phê không?" Thúc chớp mắt gật đầu: "Tôi cũng đang tính." Dứt lời, Thúc tiến lại trước mặt Kiển, giọng tha thiết: "Chả mấy khi anh cho ra ngoài, bây giờ chắc cũng đã quá trưa rồi. Chúng tôi định mời ăn, xem có chỗ nào gần đây tạt vào ăn với chúng tôi bữa cơm." Kiển hừ lên một tiếng, quay lại ngó Thúc. 600 cải tạo viên trong toàn trại và 150 người thuộc quyền quản lý trực tiếp của Kiển, gã gần gũi với Thúc nhiều hơn cả. Lý do giản dị là Thúc thường xuyên ở nhà chăm sóc vườn rau cho cả khối. Gần đây Thúc lại đảm nhiệm thêm công tác dạy toán cho Kiển. Dĩ nhiên là Kiển phải học lên, phải học lén những khi doanh trại thật vắng vẻ. Kiển ôm giấc mộng xuất ngũ sẽ ghi tên vào đại học. Thúc thì thấy Kiển quá rốt, không hy vọng tiến thân. Nhưng Kiển nhờ thì Thúc cứ làm. Lời đề nghị của Thúc quả nhiên có kết quả. Kiển làm bộ ngần ngại: "Thế cơm các anh nắm theo bỏ không ăn à? Phí của giời." Vũ Đạo nhăn miệng: "Chúng tôi mang về chứ anh, bỏ làm sao được." Kiển ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm giọng: "Ừ, cũng được. Nhưng về trại chớ có nói cho ai biết nhé, đến tai trung đoàn thì chết cả nút ấy." Vài giọng hớn hở cất lên: "Chúng tôi sẽ giữ kín." Kiển quay bước ra cổng trại. Vườn lang, vườn sắn dài bát ngát ở hai bên con đường đất bị dân chúng xới tung lên, phơi ra dưới ánh nắng những cụm rễ và thân cây héo quắt. Thúc cẩn thận ghé tai từng người thăm hỏi về tiền bạc. Ông nào cũng gật đầu quả quyết và vỗ vào túi áo: "Yên chí." Thực ra câu hỏi của Thúc hoàn toàn không cần thiết. Đợt thăm nuôi ở Long Khánh, ai cũng được thân nhân giấm dúi cho chút ít để phòng thân. Từ đó đến nay, tiền chỉ là những mảnh giấy vì không được phép mua bán gì cả. Mỗi khi được gọi tên đi công tác ngoài trại,
Không ai bảo ai, nhưng ông nào cũng bọc theo một ít tiền để rình cơ hội đổi chác. Đoàn Địa Các nhấn mạnh với Thúc: Tao bao hết, tao còn gần 200 bạc. Cơ hội này không xài thì để làm tóm thuốc lào hay sao? Đoàn người Hùng Dũng tiến về khu kinh tế mới. Chỉ nửa giờ đã thấy lác đác những căn chòi lá, rồi cột cờ hiện ra xa xa trước mặt. Trường học, phòng thông tin, tiếng người gọi nhau, lẫn cả tiếng xe gắn máy nổ giòn phía trụ sở Ủy ban Nhân dân. 10 khuôn mặt cùng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn quanh như lạc vào một thế giới xa lạ, cách biệt với họ đã quá lâu. Kiện rẽ vào một quán nước đối diện trường phổ thông cấp 1, chiếc quán duy nhất của vùng kinh tế mới. Cả bọn lục đục ngồi xuống chiếc ghế dài. Thúc nhìn sâu vào phía trong, cảm động bắt gặp lại không khí thân quen trước ngày trình diễn cải tạo. Đoàn Địa Các thì dựa lưng vào vắt, nhắm mắt thưởng thức một bản nhạc cách mạng phát ra nho nhỏ từ chiếc radio chạy pin đặt trên quầy tính tiền. Kiển nhướng mắt ngó sang bên kia đường rồi đứng dậy bảo: Không ăn nào được đi đâu cả, ngồi đợi tôi, tôi sang bên kia có tí việc dở lại ngay. Gã đội nón bước ra, đi thẳng sang trường học. Chủ nhân từ trong bếp bưng rổ ly mới rửa tiến ra, đặt trên quầy rồi nói lớn: Các ông dùng gì? Thúc vui vẻ hỏi lại: Có gì ăn không ông chủ? Chủ quán bước lại đầu bàn lưỡng lự đáp: Có cơm, nhưng phải đợi chừng nửa giờ, bánh tét thì cũng còn mấy cái, khoai lang thì có sẵn. Vũ Đạo lắc đầu nhìn Thúc, chủ quán dường như hiểu ý, vội phân trần: Hồi trước còn thanh niên xung phong đóng gần đây, tiệm tôi không thiếu thứ gì cả, nhưng họ vừa mới dọn đi, thành ra lâu lâu mới có khách. Đoàn Địa Các nhìn chủ nhân ái ngại, ông ta chạc khoảng 50, tóc bạc trắng, đôi mắt trũng sâu của người thường xuyên thao thức. Ông dè dặt hỏi: Các ông chắc ở ngoài Phước Bình mới vào? Vũ Đạo đáp: Chúng tôi là cải tạo viên ở trong Bù Gia Mập ra công tác. Chủ quán mở to mắt rồi thân mật ngồi xuống: Ồ, thì ra các ông đang cả học tập cải tạo. Trong đó có đông không? Tôi nghe nói có đến cả chục trại. Nghe nói vậy thôi chứ từ trước đến nay chưa có ai được ra công tác ở ngoài này cả. Đoàn Địa Các sốt ruột: Vâng, tụi tôi bữa nay gặp hên. Ông có gì ăn thì mang hết ra đây, hai năm nay chưa được ăn tiệm. Chủ quán lật đật đứng dậy: Tôi đề nghị thế này, các ông ngồi chơi uống cà phê, chờ tôi nấu cơm chút xíu thôi. Có nước đá không? Cà phê đá thì nhất. Chủ quán cười: Làm gì mà có nước đá, cà phê sữa cũng được. Sữa cũng không có, đầu tháng mới có sữa, bán độ 3-4 bữa thì hết. Thôi uống tạm cà phê đen vậy nhé. Toàn Địa Các sợ mất thì giờ, vội cắt ngang: Được rồi, cái gì cũng tốt, ông vô nấu cơm đi, có thức ăn gì thì mang hết lên đây cho tụi tôi. Quản giáo Kiển vừa trở lại, Thúc hỏi gã: Anh tìm ai bên ấy? Kiển mở một cái cúc áo phanh ngực quạt cho đỡ nóng rồi đáp: Dạo năm kia, lúc khu kinh tế mới này mới thành lập, tôi ra đi chơi có gặp một ông người cùng huyện, cứ tưởng ông ấy làm bí thư ở trường này, hóa ra ông ấy được điều ra tỉnh rồi. Dứt lời, Kiển hỏi: Cơm nước đâu? Đã gọi thức ăn gì chưa? Thúc gật đầu: Rồi anh, mình ngồi nghỉ tí chờ họ làm. Vũ Đạo tò mò hỏi Kiển: Anh có vợ chưa anh Kiển? Kiển cười gượng: Vợ con ở đâu, mới nhớn đã vào bộ đội, làm gì có điều kiện. Vũ Đạo thích Kiển có vẻ thành khẩn, ông tấn công thêm: Giá như anh cứ ở mãi trên rừng như hiện tại, không quen ai, không gặp ai,
thì làm thế nào mà lấy vợ được? Câu hỏi chạm vào mối bận tâm sâu kín trong lòng Kiện. Gã chống chế. Đánh giặc mãi thì có ngày hết giặc, bộ đội. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Thế nào mà chả có lúc? Tôi được bố trí công tác ở thành phố. Có khi về ở hẳn ngoài Bắc là đằng khác. Lúc ấy thì tha hồ mà quen. Vũ đạo, giỏi. Chúng tôi còn cải tạo. Thì ăn, còn phải ở lại để quản lý. Anh có biết chừng nào chúng tôi được về không? Câu hỏi này chính Vũ Đạo cũng biết trước là Kiện không đủ thẩm quyền trả lời. Ngay cả trung đoàn cũng chỉ có nhiệm vụ quản lý. Còn việc giải quyết chính sách tập thể là do Ủy ban Cải tạo Trung ương xử lý. Nhưng Vũ Đạo muốn xem Kiện có biết chút tin tức gì về số phận của tù nhân hay không. Nên ông đã gợi ý ra để Kiện thố lộ. Kiện lặp lại một câu cũ mềm khiến ai cũng phải nhịn cười. Về hay ở là do các anh. Học tập tốt, lao động tốt thì về, chứ giữ các anh ở lại làm gì cho tốn cơm. Vũ Đạo lôi cái điếu cày về phía mình và thôi không hỏi nữa. Những ngày đầu tiếp xúc với Kiện, chẳng riêng gì Vũ Đạo mà hầu hết bạn bè trong khối đều có nhận xét là Kiện luôn luôn chứa đầy hận thù trong lòng, sẵn sàng chút lên đầu tù nhân. Những buổi sinh hoạt, học tập, điểm danh, kiểm điểm công tác, bồi dưỡng chính trị, Kiện gay gắt như người như sắp giết người. Lâu dần tù nhân nhìn ra tâm sự của Kiện, gã mang mặc cảm bị coi thường, gã sợ cải tạo, khinh gã học ít, gã cần những lời chào hỏi, thái độ thân tình từ phía tù nhân. Nhìn thấy được điều ấy, cải tạo viên chế ngự Khiển Khiển khá dễ dàng, nhất là nhóm trồng rau của Thúc. Ngày ngày cắt đặt công tác xong, Khiển lang thang dạo một vòng ra hiện trường rồi quay về trại, xuống khu hậu cần ngồi nói chuyện với Thúc, nhờ Thúc dạy học. Càng ngày Khiển càng bớt khó tính, và vì thế khối của Khiển thường xuyên đứng hạng chót về thành tích công tác. Chủ quán bưng khay cà phê ra, những cái cốc thủy tinh vàng cáu, nước cà phê đỏ ngầu lợn cợn vẫn đục dưới đáy. Thúc đẩy một ly lại trước mặt Kiện. Mời ăn. Sau nhà có tiếng gà kêu quang quác một hồi rồi im bặt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chia sẻ một niềm vui nhỏ bé về bữa cơm thịnh soạn sắp tới. Vũ Đạo nhấp một ngụm cà phê rồi gợi chuyện. Ăn xa gia đình đã bao năm rồi? Kiện bấm đốt ngón tay rồi đáp. Dễ đến gần 10 năm rồi đấy. Rồi sau câu hỏi của Vũ Đạo, bạn bè mỗi người chen vào một ý, thăm hỏi Kiện một cách ân cần khiến gã cảm động ra mặt. Gã hí hửng kể chuyện quê gã, gia đình, bằng hữu, đời sống ngoài Bắc, câu chuyện nhạt nhẽo. Nhưng ai cũng làm bộ chăm chú lắng nghe như để đền ơn gã, đã dễ dãi cho mình những giờ phút thoải mái hiện tại. Sau bữa cơm hào hứng, Kiện dục tù nhân lên đường trở về. Nhưng Kiện không quay lại con đường cũ, gã men theo con suối, bước lên lối mòn mà trước đây trong thời chiến là con đường giao liên thường xuyên của bộ đội và du kích. Tay gã cầm cây gậy tre thoăn thoắt dẫn đầu, 10 cải tạo viên chia thành từng cặp, vừa đi vừa nói chuyện. Vũ Đạo và đoàn địa cát có ý lui lại phía sau cùng để tranh luận về tập nhật ký địa cát đang viết dở. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Kiện đưa tù nhân và một sóc của thượng, cả bọn ngơ ngác đứng trên khu sân rộng trước hai dãy nhà lá dài thăm thẳm. Rõ ràng cả làng thượng vừa được quét dọn sạch sẽ, và từng nhóm người lớn bé già trẻ ngồi qua những đống lửa như đang chuẩn bị một ngày hội lớn. Kiện bước tới chào hỏi vài người trong làng
rồi quay lại đám cải tạo. Ngồi nghỉ chân một lát đi. Thúc kéo anh em lại một bụi tre, ngồi dưới bóng mát chăm chú quan sát sinh hoạt của buôn thượng. Những cô gái đang tuổi dậy thì chỉ quấn tấm vải từ rốn trở xuống, phơi ra những bộ ngực vạm vỡ. Nước da họ không đen lắm và tóc không xoăn tít như dân những bộ lạc Phi Châu, nhưng phong tục cả răng căng tai làm ai cũng trở thành xấu xí. Các cô không cười thì còn tạm được, nhưng mỗi khi nhe hai cái lợi thâm đen ra thì Thúc không dám nhìn. Hai năm trước đơn vị của Kiển đóng gần đây, thời gian rảnh rỗi Kiển suốt ngày đi bắn chim, tạt vào làng nhìn các cô tắm suối. Lâu lâu Kiển cũng dẫn bộ đội mang thóc ra đây thuê các cô gái thượng giã và đổi lấy gạo. Kiển thích ngắm các cô gái ngực trần, đôi cánh tay vạm vỡ nhịp nhàng nâng cái chày nặng chình chịch giọng xuống chiếc cối đá như một hình thức tập thể dục thẩm mỹ. Trước 75, dân làng chia thành hai thành phần, đa số thanh niên vào biệt kích Mỹ hoặc đi lính nghĩa quân tiểu khu Phước Long. Một số ít bị Việt Cộng dụ dỗ theo du kích hoặc làm dân quân tải đạn. Sau 30 tháng 4 75, những người phía quốc gia cũng bị đi cải tạo và mới trở về họp mặt với làng xóm cách đây mấy tháng. Kiển quen biết nhiều ở đây vì ngày mới tiếp thu được trung đoàn điều đến giảng chính trị cho cả làng nghe. Chẳng biết ông thông dịch viên có dịch đúng với lời của Kiển hay không, nhưng Kiển rất hứng khởi vì sau mỗi câu nói của gã, cả làng đều ồn ào vỗ tay nhe lợi cười khoan khoái. Hôm nay nhân dịp đi ngang về khu vực cũ, Kiển đã nảy ý định ghé thăm cho đỡ buồn, không ngờ lại đúng ngày hội của dân làng. Vũ Đạo đưa mắt quan sát một vòng rồi gật gù bảo Thúc, kể cũng may hôm nay được đi du lịch một chuyến khá vui. Thúc đứng dậy kéo đoàn địa cát đi theo mình. Hai người dạo một vòng sân, nhìn sâu vào những dãy nhà ngủ tập thể tối tăm. Cả làng ước chừng chỉ gần 100 người, tất cả đều ngồi từng cụm ở ngoài sân. Ở đầu dãy nhà ngủ có một cái chòi lẻ loi, trong đó kê cái chõng tre chạy dài nối liền hai vách tường. Thúc tò mò nhìn vào, ba bốn người lên cơn sốt rét nằm đê nửa hừ chờ chết. Thúc nhìn một lúc rồi quay về chỗ cũ. Chàng thấy Vũ Đạo và bạn bè chia nhau nhập bọn với dân làng ngồi quanh từng đống lửa. Chàng đến ngồi bên cạnh Vũ Đạo, móc gói thuốc mới mua, mời mấy thanh niên thiểu số nhưng họ lắc đầu. Những đứa bé cởi trần đen đủi ngơ ngác nhìn Thúc. Một thanh niên nói được tiếng Việt cố gắng giải thích cho Thúc và Vũ Đạo nghe hôm nay là ngày hội của họ. Bàn tay anh ta cầm một thanh nứa tươi vót nhọn lăm lăm như sắp sửa đâm vào bụng Thúc. Sau lưng Thúc, một con heo ùn ỉn thân mật bước tới. Người thanh niên đang nói chuyện với Thúc bỗng ngưng lại, nhoài cánh tay túm lấy chân sau con lợn rồi nhanh như cắt thọc mũi nhọn thanh nứa vào bụng heo. Con vật rú lên thảm thiết. Anh ta khéo léo rạch một đường dài khoảng một gang rồi quăng thanh nứa thò tay vào bụng heo lôi ra từng bộ phận, tim gan phèo phổi, lôi được món nào anh ta quăng bẹt vào trong đống lửa. Lũ trẻ reo hò mắt nhìn hấu háu, rồi một lúc sau lấy que bới đống than lôi thịt nướng ra chia nhau ăn. Con heo đã tắt thở, cả thanh niên lấy một que tươi
xuyên tử đít, đâm thẳng qua mõm, gã con heo lên hai cây cột chống bắc ngang đống lửa, rồi khoan khoái ngồi nhìn bữa tiệc sắp tới. Ở những cụm người bên cạnh, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Mỗi năm một lần, cứ đến ngày hội, bao nhiêu lợn gà dàn dụm cả năm đều mang ra giết sạch, trừ những con còn quá nhỏ. Thanh toán một con heo trong nháy mắt, không cần một giọt nước rửa, mùi lông bén lửa khét lẹt, làm cho cả đám tù nhăn mặt. Thế nhưng chỉ trong giây lát, mùi thịt nướng thơm phức bốc lên và tiếng cười nói cũng từ đó theo ra, náo nhiệt hẳn lên. Thúc đưa mắt tìm kiện, thấy gã đang nhồm nhoàm nhai heo quay bên cạnh mấy cô gái thượng. Gã bưng lu rượu tu từng ngụm lớn rồi nhăn mặt đặt xuống bên cạnh và cắn vội miếng thịt. Thúc hỏi Vũ Đạo: ông uống được rượu cần không? Rượu gì cũng chơi tuốt, nhưng uống say lát nữa bỏ về không nổi. Thúc gạt đi: quản cháu Kiển uống được, tội gì mình không uống. Thúc bảo gã thanh niên thượng đi lấy rượu. Gã gật đầu, ngồi ngửa cổ nốc một hơi dài. Lập tức có người bưng bình rượu trong nhà ra trao cho gã. Gã mời Thúc và Vũ Đạo. Thúc mở nắp đưa lên mũi hít hít mấy cái rồi tu một hớp men cay như xé cổ. Chàng trao cho Vũ Đạo và nói: say đấy ông ạ, hơn rượu đế của mình đấy. Vũ Đạo đoán hú rượu nhưng không uống. Ông bảo gã thanh niên: cái ông trung úy bộ đội ngồi bên kia là quản giáo của chúng tôi đấy, ăn qua mời ông ấy uống đi. Ông ấy uống càng nhiều càng tốt. Cả bọn đưa mắt trông sang, mặt Kiển đã đỏ gai, mắt híp lại và mồ hôi rỉ ra loang loáng trên mặt. Vũ Đạo bảo Thúc: cho nó say bữa, nằm gục luôn ở đây, mai mình về trại. Thúc mỉm cười tán đồng. Chàng móc túi lôi ra một tờ giấy 10 đồng đưa cho gã thượng và dặn: tụi tôi mua bình rượu này, ăn mang qua mời ông bộ đội kia uống đi. Gã thanh niên cầm tiền ngơ ngác một lúc nhưng không biết nhét vào đâu vì toàn thân chỉ có một cái khố nhỏ. Gã chạy vào nhà rồi trở ra bưng bình rượu sang mời Kiển. Kiển bắt trước mấy cô gái bên cạnh phì phèo điếu thuốc vấn, thỉnh thoảng le lưỡi và nhổ nước miếng phèo phèo sang bên cạnh. Gã đang nhớ lại cái mùa gặt năm kia, lúc gã mới đến đây nhờ giã gạo. Gã theo dân làng và ra cánh đồng, lúa chín vàng ối mênh mông trải dài ở trên các sườn đồi. Người thượng tuốt lúa bằng tay không dùng liềm, vai đeo gùi, họ đứng thẳng, ngón tay cái và ngón tay trỏ của cả hai bàn tay vuốt ngược những bông lúa chín rồi ném vào cái gùi đeo ở sau lưng. Đàn ông đàn bà, thậm chí con nít trong làng đều hăng say lao động trong mùa gặt. Nắng đổ xuống hừng hực như thiêu đốt những tấm thân loang loáng nhễ nhại. Nhưng bà mẹ, những bà mẹ mới đẻ đeo đứa con thơ nằm ngửa trước ngực cũng lao ra tút lúa bất kể nắng mưa, điếu thuốc vấn trên môi ngậm liên tục, tàn rơi tơi tả trên mặt đứa bé không biết là còn sống hay đã chết. Lần đầu tiên nhìn cảnh tượng ấy, Kiển thấy nao nao trong lòng. Gã về tiểu đoàn lôi cán bộ trợ lý kỹ thuật đến sóc thượng giải thích cho họ cắt gặt lúa của người Kinh, nhưng cả làng cười ồ không nghe. Kiển không thắc mắc gì về bàn tay chai cứng của họ khi tuốt lúa, nhưng Kiển mũi lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh nằm phơi dưới ánh nắng và nhất là đuôi điếu thuốc vấn của bà mẹ lâu lâu rơi từng nắm tàn xuống trước mặt con mình. Kiển đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngồi xuống. Gã thanh niên thượng bưng hũ rượu
sang mời kiện. Gã nhíu mày mấy cái rồi lắc đầu. Chịu thôi, say quá rồi. Thúc nói, lâu lâu mới có một lần, ăn thua gì. Nhưng Thúc vừa dứt lời thì đoàn địa cát lao tới, lôi Thúc ra xa và tròn mắt hỏi, bộ tính ngủ ở đây sao? Lấy gì mà đắp, mũi đốt chết. Về thôi, gần 4 giờ rồi. Thúc tắc lưỡi, dễ gì có dịp ngủ với đồng bào thượng. Địa cát gắt lớn, thế nhưng lấy gì mà đắp, sốt rét cả lũ, kêu nó về đi. Thúc ngoắc tay gọi Vũ Đạo và dăm ba người bạn lại bàn tính. Chàng nói, quản giáo kiện chắc say lắm rồi, khó lòng mà đi nổi. Bây giờ tôi hỏi mấy ông, mình ngủ lại đây một đêm được không? Hai ba người cũng nói, đi tù mà không được ra ngủ ngoài trại tù là nhất rồi. Ngủ lại, sợ gì? Vũ Đạo ra vẻ hiểu biết hơn. Đời bộ đội như quản giáo kiện quan năm chán phèo, lâu lắm mới có dịp cho nó đi đổi không khí. Nó đang vui, mình kêu về cũng tội nghiệp. Cả bọn liếc mắt nhìn kiện, gã say thật rồi, vừa cười đùa vừa của quạng đôi tay, khiến cho mấy cô gái thượng nhất loạt đứng dậy bỏ chạy. Kiện cũng lảo đảo đứng dậy và toan rượt theo, nhưng gã ngã chúi xuống khiến mọi người nhìn gã cười ầm. Thúc thoáng nhớ lại một buổi chiều đang múc nước tưới rau ở dưới suối, bất chợt ngẩng lên nhìn qua bờ bên kia, thấy một gã vệ binh chui trong bụi rậm tụt quần xuống gần đầu gối. Gã ngồi dựa vào một gốc cây nhắm mắt lại. Cảnh tượng ấy ám ảnh Thúc mỗi lần xuống suối. Chàng nghĩ đến cuộc đời quặn quẽ của những thanh niên mới lớn đã vào bộ đội rồi cứ thế tiêu phí cả quãng thời gian đằng đẵng, không một người tình gần gũi ở tuổi đang lớn. Khát khao xác thịt là một điều đương nhiên, nhưng khát khao ấy không được thỏa mãn một cách bình thường. Họ chỉ còn cách tự giải quyết mà thôi. Thúc bước lại đỡ kiện dậy, dìu gã lại đống rơm ở đầu dãy nhà ngủ mà nói, chỗ này mát, anh nằm ngủ một giấc cho tỉnh. Kiện cố gắng cười nhưng nước mắt nhạt nhòa như đang khóc. Mẹ nó, rượu quỷ gì mà nặng thế, uống mới có vài ngụm đã say bí tỉ, khát khô cả cổ. Lấy hộ dùng tôi cốc nước. Thúc đặt kiện nằm xuống thảm rơm chạy đi tìm nước, nhưng lúc Thúc trở lại, kiện đã yên giấc, mồm há ra, hơi thở khò khè như có vật gì nhét trong lỗ mũi. Bên cạnh kiện, tiếng ồn nào vẫn vang lên đều đặn, và từng đàn ruồi bu đen trên mặt đất chỗ có những mẫu xương vừa nhằn ra quăng bừa bãi gần ổ rơm kiện nằm. Bạn bè của Thúc dăm ba người cũng lăn xả vào đám dân thiểu số ăn uống thật tình. Sau mấy phút đầu ngần ngại, vài hớp rượu cần đã làm cho họ lâng lâng yêu đời, bỗng chốc quên hết cả thực tại. Đoàn địa cát lôi Vũ Đạo trở lại bụi cây, ngồi bàn tiếp về tập nhật ký. Thúc thả bộ vòng quanh sóc thượng, xuống sát bờ suối có ý dò xem dân làng có trồng trọt được rau quả gì để chàng gạ họ bán lại. Nhưng chàng hết sức thất vọng vì chẳng thấy gì ăn được. Chàng xuống suối vực nước rửa mặt. Lúc trở lên, kiện vẫn còn ngủ. Thúc nhìn quanh tìm một chỗ nằm cho đêm nay. Bỗng Vũ Đạo đến sau lưng ghé tai Thúc nói nhỏ, cơ hội ngàn vàng, hay là bỏ nó nằm đây, bọn mình trốn hết ra Phước Bình đón xe đò về. Thúc nhìn Vũ Đạo im lặng không đáp.